Giống khách sạn 5 sao không? Hả? Còn đây giống khách sạn 5 sao không? Bữa tối qua ăn con miếng hả? Còn mi nó có ăn đâu? People nè tươi trước nha. Thank you.
coi. Medium, thử một miếng này coi. Vậy là vừa chứ. Đừng có bỏ gì nha. Mà không được vui rút vô. Đừng có bỏ gì hết. Cái này của em là vô chiên lại như là hãy cho ăn. Chiên mà cái của nhân bự luôn. Cái của nhân dài, cái bên to. Thì để qua dĩ bên đi, dĩ bên to. Ăn kìa. Thử một cái cục rau xanh này coi. Broccoli. Broccoli. Vô này cục đó là cục như một cục. Không phải nhanh nhất. Nó thèm rồi lâu. Nó giống như không phải lâu nay nhìn bốn ngày bốn tháng rồi chứ. Dưới này hả? Đây, thử một miếng khoai lang chiên coi. Bây giờ chơi bóc tay không à? Có cái món này nữa nè, có nghĩa là ăn tráng miệng luôn. Cái này nữa. Được không? Mình lấy cái bò ăn bò. Ngon không? Thơm, ngào. Qua ăn một bò luôn. Ngon lòng. Ngon. Bỏ làm miếng cho hàng nhỏ mà bò ăn mấy gì. Có bị hồi bên hồi là sốt luôn vậy. Sao lắc? Có rau rồi. Đưa chuột. Con tay thịt là con không? Ấy không? Miếng này nó chín quá nữa, sống rồi. Cho con. Ơi, đừng có ăn. Ăn sashimi. Thử miếng ngay giữa nha. Ăn hết thịt bì mình ăn. Có gì chứ. Medium. Về thịt heo, nó gan heo.